xả hàng tháng 9, xả toàn bộ áo tun, một áo này chỉ còn 179k, combo 2 áo 349k, combo 3 áo 499k. Shop gỡ thủ ngừng sản xuất những mẫu áo tun liên quân. Cơ hội cuối cùng để có thể sở hữu những áo tun này, đặt mua ngày hôm nay. Hi, yo, xin chào tất cả mọi người và chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất của anh chàng Elendo. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho tất cả các bạn về ngoại hình cũng như là hiệu kỹ năng của nó trong một trận đấu, xem có sự thay đổi hay không nha. Và trước hết nhìn sơ qua các bạn chắc hẳn cũng đã đoán được bộ trang phục này nó có gì đặc biệt rồi đúng không nào? Khi mà Elendo đó là đeo mặt nạ này. Ở đằng sau lưng Elendo có một cái nón này, một cái mũ mà Elendo chưa đội lên đầu. Và kể cả cái lồng đèn của Elendo đã có sự thay đổi. Bộ trang phục này theo như mình dự đoán sẽ nằm trong sự kiện của lễ hội hóa trang. Hiện tại cũng chưa có tên gọi chính thức của bộ trang phục này nha. Các bạn có thể để lại ý tưởng tên gọi của bộ trang phục này, xem khi mà nó ra mắt chính thức có đúng như các bạn dự đoán hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào luôn trong một trận đấu để thông báo về sức mạnh của Elendo cũng như là test bộ trang phục này. Chúng ta sẽ cùng test bộ trang phục mới nhất của anh chàng Elendo, cũng như là lát nữa mình sẽ thông báo cho tất cả các bạn sức mạnh của vị tướng này. Ui trời đất ơi, rất là cảm ơn những người đồng đội đã xả thân để có thể là canh rừng giúp mình. Không quả đấy là kiểu gì team bạn cũng sang cướp mình sấp mặt luôn. Hình như là ý chí của anh em lớn quá thì phải, anh em còn đòi sang cướp rừng team bạn cơ. Ui, kéo nhau sang cướp bùa đỏ, mình thấy hay đấy, thấy thú vị đấy, nhưng mà chỉ sợ rừng team bạn nó ra thôi. Chắc có lẽ là mình không thể để đồng đội của mình bơ vơ như vậy được rồi. Bây giờ mình sẽ ra mình hỗ trợ luôn nha. Đang đông vui thế này ra góp mặt một tí. Đó, có cả rừng team bạn luôn. Càng đông càng vui. Em lao và em bắn cho vài phát thôi. Đấy, cứ dĩa đó nha mọi người. Tiện đây thì có cả Veret thì chúng ta ngại ngần gì mà không cướp bùa đỏ. Rừng team bạn là bỏ bùa rồi. Đó, ăn cái con bùa đỏ này một cách cực kỳ dễ dàng. Ui dịch, cái dích máu thế. Từ từ anh em ơi, dụ dụ nó ra đây. Team bạn có vẻ thỏ Slim hơi khó chịu. Từ lui đi anh em ơi. Nó gọi người lên này, Gidu lên này. Toàn rồi, không sao. Mình chỉ cần có người đỡ đam thôi. Và sau đó mình đứng đằng xa, mình bắn nết. Bắn sạch, thỏ Slim chết trước nha. Thỏ chết trước này. Ui, ba người, ui. Đồ các bạn bắt được mình. Úi sời, úi sời. Ơi trời ơi. Chết mất rồi. Mặc dù là Elendo có trang phục mới nhưng mà mình vẫn phải dùng từ tiếc, đáng tiếc dành cho vị tướng này. Bởi vì sao? Như các bạn biết thì Elendo cũng đã khá hơn Guiro Sabeng rất nhiều khi mà vị tướng này cũng có rất là nhiều trang phục. Tính ra thì Elendo có bộ trang phục xoái tặc, có bộ trang phục học viện Carano. Hai bộ trang phục đấy của Elendo đều không có thay đổi về hiệu kỹ năng, chỉ thay đổi về ngoại hình. Mình rất mong chờ Elendo có thể có một bộ trang phục thay đổi hiệu kỹ năng. Nhưng cực kỳ đáng tiếc bộ trang phục mình đang chơi cũng không có sự thay đổi về hiệu kỹ năng nha mọi người nha. Vậy là ba trang phục ra mắt, ba trang phục đều không có thay đổi hiệu kỹ năng, chỉ có thể thay đổi về ngoại hình thôi. Buồn quá đi. Không biết là các bạn có thấy giống mình không. Trời ơi, đáng ra phải cho người ta một bộ trang phục có thay đổi hiệu kỹ năng chứ. Thế này thì chả khác gì con ghẻ rồi. Ra trang phục nhưng mà toàn thay đổi ngoại hình thôi, chứ còn hiệu ứng chả thấy đâu. Vẫn hiệu ứng mặc định. Đấy, đấy là cái điểm mình rất là buồn và đáng tiếc. Mình nói rất là chuẩn đúng không nào? Tìm bạn ép chụp đường. Ui dồi ôi thỏ. À đâu, mình xin lỗi, nhầm, nhìn nhầm. Laurel bắt đầu xanh rồi nha. Ôi dồi, hai người đang chờ đó. Ui khổ thân cờ đích đắc.
Vì ai người team mình nó phục kích thế này. Cướp nhanh rồi té anh em ạ. Uầy, đông thế. Mình lại sợ các bạn quá cơ. Quánh luôn, sợ cái gì. Nhưng mà mỗi tôi là support team mình ăn mạng. Nào bắt tiếp nha. Cứ bắn thôi, nhưng mà có lẽ là mình không ổn một chút nào khi mà tỏ slim dí mình. Thôi thì chúng ta làm mạng của L'Oreal vậy, rồi bỏ mạng luôn tại chỗ. Thỏ Slim bắt đầu xanh rồi. Và trong khoảng thời gian này thì mình sẽ thông báo luôn về sức mạnh của Elendo khi mà nó có sự điều chỉnh. Với phiên bản thử nghiệm hiện tại thì đã có sự điều chỉnh đến từ sức mạnh của Elendo. Nội tại, sát thương ấn ký thì các bạn có thể quan sát về chỉ số nha. Chỉ số thì được tăng lên. Nhưng mà một cái là sát thương đơn mục tiêu, không thể xếp chồng, không thể chí mạng. Đấy. Và thời gian duy trì quay trở lại chỗ cũ sau khi sử dụng kỹ năng thì là từ 3 giây lên 4 giây. Còn chiêu 3 của vị tướng này có sự thay đổi. Chiêu 3 khả năng làm choáng từ 1 giây giảm xuống còn 0,75 giây. Theo như mình nghĩ thì đây là cái lần cân bằng dành cho Elendo. Các bạn đánh giá sao về sự thay đổi? Chất tướng ảo diệu. Nào, bắt bướm, bắn nha, lướt lên, bán chiêu cuối, bắn nốt. Trời đất ơi, kiếm mạng cực kỳ đơn giản. Thật ra thì đánh Elendo cũng khá là khó đấy mọi người ạ, không hề dễ đâu. Ơ, Kizik một nộp mạng cho mình à. Tự nhiên lại có mạng của Kizik. Và tiếp theo đó là Gidu, nhưng mà nó trâu thế à. Trời đất ơi, trâu thì đánh lâu không chết được. Ứ chết được. Thỏ Slim bốc cơ với mình này. Quả đấy hên thật sự các bạn ạ. Chỉ một đội hình thế này, ai cũng được đầy máu bởi Pena. À, từ từ team bạn ra rồi. Ép luôn, từ từ phá nhanh em ơi. Xem nào, cấu gì ạ. Đó, bắt mình đi các bạn ơi. Tiếp tục bắt bướm. Nhưng mà thôi mình bắn nhà đây, cho nó chắc, không nhầy nha. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Shop người thủ mở bán mẫu giày mới, mẫu mã đa dạng, phong cách năng động thời trang và trẻ trung. Đặc biệt combo giày và áo oversize chỉ với 435k. Đặt mua ngay hôm nay.